Chào mừng các em đến kênh Hệ Liệm Trong Mây Dạng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em toán lớp 6 bài số 1 chương 4 sách cánh diều. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liệm, nếu các em thấy quảng cáo, nếu các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ quay bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 1 khu học tổ chức biểu diễn phân tích và xử lý dữ liệu tiết số 3 nha. Giờ như vậy là tiết số 2 mình đã làm được phần bài tập câu số 1, câu số 2. Câu số 1 thì mình đã làm giờ đúng không? Thầy sẽ cho đọc lại cho các em một lần nữa. Em nào chưa xem thì có thể vào danh sách phát trên kênh của thầy để xem lại tiết số 2 nha. Câu số 1 là hãy khu học phân loại dữ liệu lấy ở địa phương em theo những tiêu chí mà em quan tâm, chẳng hạn là nghề nghiệp của những người khác, số người của mọi hộ gia đình. Như vậy ở đây thầy chọn là thầy quan tâm đến số người của mọi hộ gia đình trong khu phố của thầy, nên thầy sẽ làm bảng thống kê. Số lượng ở mọi hộ gia đình ở khu phố 4 thì chẳng đông anh. Như vậy ở đây mình sẽ làm một bảng gồm có 3 cột: số thứ tự, tên gia đình và số lượng người. Sau đó mình sẽ đi khắp xóm của mình để mình liệt kê, điền họ tên và số lượng người chồng trong cái xóm đó nha. Giờ câu số 2 mình cũng đã làm dời đúng không? Câu số 2 là sau khi kiểm tra sức khỏe, thầy giáo viên yêu cầu mỗi học sinh của lớp 6B thống kê số đo chiều cao của các bạn trong cùng tổ. Bạn Châu liệt kê số đo chiều cao theo đơn vị cm của các bạn trong cùng tổ. Như vậy là liệt kê là đây là chính là chiều cao của các bạn trong cùng tổ nhé. Câu A là người ta kêu mình hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. Thầy đối tượng thống kê chính là số đo chiều cao của học sinh, và tiêu chí thống kê chính là học sinh của tổ trong tổ của bạn Châu lớp 6B. Câu B, người ta hỏi là giải số liệu bạn Châu liệt kê có hợp lý không, vì sao? Mình thấy ở đây là chỉ hiện cách số thôi, mình nhìn vô mình không biết là bạn cao nhất là bao nhiêu, bạn thấp nhất là bao nhiêu, và có bao nhiêu bạn bằng nhiêu. Như vậy là câu B mình sẽ trả lời là bạn Châu liệt kê như vậy là chưa hợp lý. Vì với cách này thì giáo viên sẽ khó biết được là những bạn nào có chiều cao bằng nhau, chiều cao cao nhất là bao nhiêu và thấp nhất là bao nhiêu. Đúng không? Giờ câu C là số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất trong cùng tổ của bạn Châu là bao nhiêu. Như vậy mình sẽ làm là bạn thống kê cho hợp lý. Giờ sau đó mình sẽ tính số đo chiều cao trung bình của bốn bạn thấp nhất, đúng không? Như vậy là bạn thống kê chiều cao thì mình sẽ gom lại 138 thì mình thấy là có một bạn, 140 có hai bạn, này một bạn, một bạn, một bạn, 154 hai bạn, đúng không? Giờ mình thấy là thấp nhất thì sẽ có bốn bạn, một bạn là cao 138 cm, hai bạn 140 và một bạn 142. Như mình sẽ tính cái tổng, đúng không? 140 có hai bạn thì mình sẽ nhân cho 2, cộng là tất cả chia cho 4 thì sẽ cho kết quả, đúng không? Giờ như là câu số 2 mình đã học giờ nha, mình hôm nay mình sẽ bắt đầu làm câu số 3. Giờ câu số 3, bác Hoàng khai trương cửa hàng bán áo sơ mi, thống kê số lượng các loại áo đã bán được trong tháng đầu tiên như bảng sau. Đơn vị tính là tính theo chiếc nha. Như vậy ở đây mình sẽ có một cái bảng. Dòng thứ nhất là cỡ áo, gồm có các cỡ là 37, 38, 39, 40, 41 và 42. Số áo bán được của cỡ 37 là 20, 38 là 29, cỡ 39 là 56, cỡ 40 là bán được 65 cái, 41 là 47 cái và 42 là 18 cái. Câu ấy là người ta hỏi là cỡ nào bán được nhiều nhất và cỡ nào bán được ít nhất. Giờ mình sẽ làm câu số 3. Như giờ mình sẽ xem cỡ nào bán được nhiều nhất nhé. Đây là 20, 29, 56, 65, 47, 18, nhưng mình thấy là 65 lớn nhất. Như giờ số lượng bán nhiều nhất là 65 cái, chính là cỡ 40. Như giờ mình trả lời là cỡ áo 40 sẽ bán được nhiều nhất. Còn nào là ít nhất? Chính là 18 nhỏ nhất là cỡ 42, đúng không? Nhưng mình trả lời là cỡ 42 sẽ là bán ít nhất, đúng không? Nhưng mình trả lời áo cỡ 40 bán được nhiều nhất. Đúng không? Và áo cỡ 42 thì sẽ bán được ít nhất, đúng không?
Giờ tiếp theo là câu B. Bạn bè nên nhập về nhiều hơn những loại áo cỡ nào để bán được, để bán trong tháng tiếp theo nhé. Như vậy là mình xem những cỡ áo nào bán được nhiều nhất thì mình sẽ khuyên bạn bè nên nhập những cỡ đó để bán tiếp theo đó nha. Như mình thấy là có cỡ 40 bán được nhiều nè, 65 nè, cỡ 39 bán được 56 và cỡ 41 bán được 47. Như mình sẽ khuyên bạn bè là nên nhập ba cỡ là 40, 39 và 41 để bán những khăn tiếp theo đúng không? Mình trả lời là bác Hoàng. Vì sao? Vì ba cỡ áo này chuộng. Giờ như vậy là mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4 luôn nha. Tiếp theo là câu số 4, một hệ thống siêu thị thống kê lượng thịt lợn bán được trong 4 tháng đầu năm 2020 ở biểu đồ như là hình số 4. Câu ấy là tháng nào hệ thống siêu thị bán được nhiều như thịt lợn nhất? Như vậy mình thấy là trong 4 tháng mỗi con heo người ta tượng trưng cho 10 tấn nha. Như vậy là tháng 1 bán được là 40 tấn, tháng 2 bán được 20 tấn, tháng 3 và tháng 4 đều kháng mỗi tháng bán được 30 tấn. Như mình thấy là tháng 1 thì sẽ hay không siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất đúng không? Như mình trả lời. Giờ tiếp theo là câu B. Người ta kêu mình tính tỷ số của lượng thịt lợn bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt lợn bán ra trong cả 4 tháng. Như giờ trước khi mình đặt tỷ số thì mình phải tính tổng khối lượng thịt lợn bán trong 4 tháng trước nha. Giờ như là mình thấy là tháng 1 thì bán được 40 tấn, tháng 2 bán được 20 tấn, tháng 3 30 tấn và tháng 4 cũng 30 tấn. Đúng không? Như giờ mình thấy là 40 cộng 20 là 60, 30 cộng 30 cũng là 60, 60 cộng 60 là 120. Như vậy kết quả là 120 tấn. Giờ bây giờ mình sẽ tính tỷ số nha. Tỷ số.
Giờ như mình sẽ lấy 40 chia cho 120 thế nào? Như vậy là kháng 1 là 40, còn tổng sẽ là 120. 40 phần 120 mình sẽ đi gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 40. Như vậy kết quả là 1 phần 3 thế nào? Như vậy tỷ số ở đây sẽ là 1 phần 3 nha. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Rồi câu số 4 này cũng dễ đúng không? Người ta kêu lập tỷ số thì mình cứ lấy là số lượng của kháng 1 chia cho tổng tỷ số. Giờ sau đó giúp gọn thì sẽ ra kết quả cuối cùng nha. Giờ như vậy mình xong câu số 4, mình sẽ qua tiếp câu số 5 luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 5. Từ tháng 5 đến tháng 10, ở Bắc bán cầu là mùa mưa, còn ở Nam bán cầu sẽ là mùa khô. Quan sát hai biểu đồ hình 5 và hình 6 và cho biết biểu đồ nào là biểu đồ lượng mưa của địa điểm ở Bắc bán cầu và của địa điểm còn biểu đồ nào sẽ là địa điểm của ở Nam bán cầu nha. Giờ bây giờ mình sẽ quan sát hai biểu đồ, xem biểu đồ nào từ tháng 5 và tháng 10 của biểu đồ nào có lượng mưa nhiều hơn. Thì chính biểu đồ đó chính là của Bắc bán cầu đúng không? Vì Bắc bán cầu đang là mùa mưa. Giờ như mình thấy là từ tháng 5 tới tháng 10 thì mình thấy là hai cái cột này lượng mưa nhiều hơn đúng không? Nhiều hơn hai cái cột bên đây. Như gì mình thấy là kết luận là biểu đồ số 5 là của Bắc bán cầu nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 5. Như mình kết luận là biểu đồ hình 5 biểu diễn lượng mưa. Ở Bắc bán cầu biểu đồ hình 6 biểu diễn lượng mưa. Ở Nam Bắc Cầu đúng không? Vì lượng mưa từ tháng 5 đến tháng 10 ở hình 5 lớn hơn đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 có em nào có kết quả giống như Hà? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 6. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 6. Biểu đồ ở hình 7 cho biết là lượng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ yếu ở Việt Nam năm 2018 nha. Như mình thấy là hạt điều thì sẽ xuất khẩu được là 373.498 tạ. Cà phê thì xuất khẩu được là 1.878.278 tấn. Và hạt điều là xuất khẩu được 232.750 tấn. Gạo xuất khẩu được 6.114.934 tấn. Và chè xuất khẩu được 127.338 tấn. Đó này. Như vậy ở đây người ta kêu mình tính theo tấn tổng lượng xuất khẩu của năm mặt hàng trên. Như vậy tổng thì mình sẽ cộng lại năm số này lại và kết quả cuối cùng. Giờ thầy sẽ làm câu số 6 nhé. Giờ mình sẽ tính câu này. Tổng lượng xuất khẩu có 5 mặt hàng trên là
Như vậy mình sẽ lấy 373.498. Mình cộng cho 1 triệu, cộng cho số này đúng không? 1.878.278 tăng. Và tiếp theo sẽ là 232.750. Giờ tiếp theo sẽ là 6.114.930 luôn, đúng không? Và cuối cùng sẽ là 127.338, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ sử dụng máy tính mình tính cho nó nhanh nhé. Giờ 373.498 cộng cho 1.878.278 cộng tiếp cho 232.750. Giờ cộng tiếp cho 6.114.934 cộng tiếp cho 127.338, xem kết quả bằng bao nhiêu. Như vậy kết quả là 8.726.798 tấn nha. Giờ tiếp theo là câu B. Câu B người ta hỏi là lượng gạo xuất khẩu nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng còn lại là bao nhiêu? Như mình sẽ lấy lượng gạo xuất khẩu trừ đi những số còn lại thì sẽ ra kết quả cuối cùng. Như mình trả lời là lượng gạo xuất khẩu giờ như mình sẽ lấy số này mình trừ đi tổng số kia, 6.114.934 mình sẽ trừ đi số này 373.498 và 1.878.278. Giờ tiếp theo số này 232.750 và 127.338. Giờ các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu nhé. Giờ như giờ kết quả sẽ là 3.503.078. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 6 nha. Giờ câu số 6 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dạy thì bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.